Vâng, Emosai xin kính chào tất cả quý vị các bạn nhé. Thì ở cuốn video ngày hôm nay thì Emosai giới thiệu các bạn là giới thiệu và mình chia sẻ với mọi người một số cái tác phẩm rất là đẹp. Đó, thì ở cuốn video này mình chia sẻ cho mọi người ba cái một tác phẩm tinh vi và một cái tác phẩm hai cái tác phẩm si mọi người nhé. Đấy, thì vâng mọi người nhé, thì ngày hôm nay thì mình giới thiệu các bạn là cuốn video này là chỉ ba cái tác phẩm này thôi. Đấy, thì đầu tiên cái cuốn video này là một cái tác phẩm tường vi, một tác phẩm tường vi đồ chơi rồi mọi người nhé. Phần phát rất đẹp, cái đây cao 42 mọi người nhé, tàn này cũng 40-42, cái tàn này 50. Đấy, tác phẩm đồ chơi rất là đẹp mọi người ạ. Thực ra những cái tác phẩm này là anh Phương và anh là cai quản vườn cây của anh Tuấn thầy chùa mọi người nhé. Anh ấy làm cây rất là kỹ, chung là các bác ấy làm cây chuẩn theo bài hết nhưng mọi người nhé. Mình quay cho mọi người xem một vòng, sau đó là mình sẽ đứng trước ống kính mình quay cho mọi người xem chi tiết mọi người nhé. Một cái tác phẩm tường vi rất là nghệ thuật, nói chung là cái giá rất là hợp lý mọi người nhé. Mình mua của anh Phương giá là cũng anh cũng ưu ái cho Emosai rất nhiều, thì anh em truyền thông đi làm chương trình thì lúc nào cũng được anh em ưu ái nhiều hơn. Đấy, một tác phẩm tường vi rất là đẹp. Hầu như là những cái cốt mà lên video hầu như là xong anh em sẽ chốt hết luôn. Bây giờ thì mình sẽ quay cho mọi người xem một vòng nhé. Đây mọi người so với người đây. Đấy, đây là từ bệ lên đây bốn cao 43 mọi người nhé. Đây là K50. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem gần một chút. Đây mọi người nhá. Ui giời. Quay này một cái tác phẩm tường vi như này mọi người. Lét là nẹt luôn. À, đây là không có phông nữa các bạn nhé. Có phông thì nó còn phê nữa. À, cái tác phẩm này thì không chê được một cái điểm gì rồi. Anh Phương ấy làm rồi đúng bài đúng vở rồi. Tay cành đóng rất chuẩn mọi người nhé. Tác phẩm tường vi quá kinh điển luôn, so với cái giá mà Emosai giao lưu cho các bạn thì quá là đẹp luôn. Đây, các bạn xem những cái điểm lưu, những cái điểm ngọn làm như này rụt rịt hết rồi. Tay cành bung răm anh ấy làm cắt giật rất là ấy mọi người nhé. Này, không phải uốn thẳng nó cắt giật nhé mọi người, cắt giật này, cắt giật này, cắt giật này. Đấy, bông tay làm răm rất chuẩn, rất mịn. Có một cái tác phẩm tường vi này chơi thì còn gì bằng. Đấy, mình bán đồ là mình bán đồ rất chuẩn cho mọi người nhé. Đấy, quá xịn sò luôn. Cái này lá tường vi, cái chất này cái này rất đẹp mọi người nhé. Lá ra còn nhìn nó như hoa luôn. Đấy là một cái tác phẩm tường vi hoàn thiện đầu tiên mọi người nhé. Thì tiếp theo thì mình sẽ lên cho mọi người một cái cốt nữa, quá đẳng cấp luôn. Tiếp theo thì Emosai lên cho các bạn là một cái tác phẩm si. Cái này còn một cái tay đỡ ngọn này nữa thôi mọi người nhé. Đấy, một tay ngọn lên này nữa thôi, xong rồi, còn tay đỡ lưng này thôi. Còn đâu cái tay dưới này anh làm tương đối hoàn thiện rồi, cắt giật rất kỹ. Con này thực ra là cho vào cái bẻ mỏng mọi người nhé, cho một cái bẻ đá chơi rất là đẹp. Mình lên hôm nay toàn đồ VIP mọi người nhé. Cây này thì nó quý, rất là quý mọi người nhé. Là cây liền khối, rụt rịt, không một tí gì gọi là sẹo luôn. Cây liền lạc anh Phương, cây là cây anh Phương làm nhé. Đấy, mình có video mình giao lưu anh Phương 4 cây đấy, mình lấy một lúc của anh 4 cây. Đấy, làm thịt hết sẹo, hầu như không có sẹo luôn. Tí nữa mình sẽ quay cho mọi người nhé. Đây, cái sẹo to bằng cái bát mà nó còn đúng chưa bằng cái ngón tay này. Cái sẹo hứng lọc. Đấy, chiều ngang này, cao này. Cái đồ này đa số là về để mình chia sẻ mọi người xem vui thôi. Còn hầu như là những cái đồ này là anh em khách quen người chơi ấy. Anh em biết đồ này thì anh em hầu như là nhìn cây là anh em chốt luôn. À, thì bây giờ thì Emosai sẽ quay cho mọi người xem chi tiết nhé. Đây, thưa quý vị các bạn nhé, mình quay gần một chút cho mọi người xem này. Cái đồ này mình quay từ trên xuống mọi người nhìn rõ hơn. Đây,
quá chất lượng. Cây là quý cái là nó liền tụt tịt hết mọi người nhé, không có một vết đục nào, quá cực kỳ phê luôn. Rất nhiều anh em hỏi, quá chất luôn. Cây đúng cây bài, cây vở, cây sách. Đây, mọi người nhé. Quá chất chan luôn. Đây mọi người, mình còn rất là nhiều đồ mọi người nhé. Đấy. Rất nhiều đồ bê tay xịn mọi người nhé. Video sau mình sẽ quay cho mọi người xem. Tí nữa mình sẽ quay cho mọi người xem cái cốt mới về buổi chiều ngày hôm nay kia. Đấy, sắp hoàn thiện rồi. Đấy, mình chia sẻ thêm một chút nữa cho mọi người xem cái cốt này. Đấy. Cốt này mọi người xem, anh cắt giật này, nuôi được những cái tay một to này. Cắt giật nó côn như này phê. Anh em có sướng cái là cái này cái sẹo nó hứng lọc vào đấy. Ba cái nuôi cây kỹ lắm mọi người nhé. Đây, quý cái cây liền lạc và sướng như này, còn càng chơi càng ra tiền. Đấy là một cái cốt thứ hai Emosai chia sẻ với mọi người, là một cái tác phẩm si nhé. Đây mình sẽ chia sẻ với mọi người tiếp theo là một cái rất là chất lượng. Mình sẽ chia sẻ với mọi người là một cái tác phẩm si kia, cái kia mình chưa cắt. Đây rồi. Cái này mình vừa lấy về buổi chiều mình chưa cắt mọi người nhé. Con này thì cũng tương đối gọi là chơi được rồi. Gần như là cắt đợt này nữa đi coi như là bông răm rồi mọi người nhé, đóng bông rồi nhé. Xì nuôi rất là dễ mọi người. Mình sẽ quay xa một chút, tí nữa mình sẽ quay gần mọi người nhé. Đây. Mọi người so với chích tay của mình này. Cái bẻ này là bẻ gần 40. Bẻ đắp tay nhé mọi người nhé. Đây cái bẻ này, cái bẻ đắp tay đẹp đấy nhé. Cái bẻ này nó hơn triệu rồi. Một cốt xì 3 thân. Có thể gọi là thôi cứ chơi có cái gọi là cốt dáng làng mọi người nhé. Cái này là anh em nhé, cái này là cốt xì này là xì búp đỏ nhé mọi người, không phải xì búp hồng đâu, búp đỏ nhé. Cái búp nó đây. Lá ra là lá vẫn lá màu tím này. Đây mọi người, mình đi tạt lá nó búp đỏ này, đỏ đậm luôn này. Đấy, đây búp vào đây đấy. Cốt này thì rất là đẹp với mọi người nhé, rất liền mạc, nấu rồi giá giao lưu cho anh em cũng rất là hợp lý. Thì những cái đồ chất như này thì các bạn tối lên video hầu như anh em chốt hết luôn, hầu như sau mỗi cái livestream nào của Emosai đăng video này, anh em xem kênh quen những đồ mà anh em lấy quen thì khả năng anh em cũng chốt hết luôn. Đây thì mình sẽ quay gần cho mọi người xem cái tác phẩm này nhé. Đây mọi người nhá. Cốt này anh em không chơi, chơi cốt gì. Lưu cục sần sùi những cái điểm giật ngọn này mọi người, lắc làm rất là lâu. Thân rất là già mọi người nhá. Mình quay cho mọi người xem một vòng. Đấy, đây con này tí nữa mình cắt đi, hôm nào mình cắt mình cho đi cà phê bonsai để búp này mọi người này. Ấy búp thì chấm hết cung tình rồi, mặt nào cũng đẹp nhé. Đây mặt này vạch nha. Đây mọi người, cái này cắt đi xuống thì nhìn nó mới rõ được. Mà anh em mà chơi đồ quen nhìn cái này là biết ngay. Đấy, đây những cái điểm giật ngọn này làm rất là khó mọi người nhé. Đấy. Đấy là vừa rồi mình quay chi tiết cho mọi người đấy nha. Đấy, vừa rồi mình chia sẻ cho mọi người là một số cái ba cái tác phẩm rất là VIP mọi người nhé. Nhất là cái tác phẩm tử vi đồ chơi này và cái tác phẩm si kia. Tác phẩm si này cũng vậy. Thì cái tử vi này hôm qua mình lấy cho anh Phương về đấy. Anh em hỏi rất là nhiều rồi. Đấy, giá cũng tương đối hợp lý. Đấy, video này mình chỉ lên cho mọi người là ba cái tác phẩm đồ chơi thôi mọi người nhé. Đấy, anh em có quay video đợt này thì đợt này Emosai không đi quay video nhiều, mình nhà mình giao lưu cây cho anh em nhiều thôi.
mình đi lựa đồ rất là chuẩn nhé. Thì hầu như lên video anh em chơi thì anh em có thể là chốt hết luôn rồi. Chúc anh em may mắn nhé. Con này rất là đẹp mọi người nhé, con này cất ở ngoài rất là đẹp. Thì khoảng tầm ngày kia là mình cũng bấm đi để mình cho đi cà phê bonsai rồi mọi người nhé. Đấy, anh em nhanh tay khi là chốt ngay tối nay rồi. Thì cảm ơn tất cả anh em thời gian vừa qua đã ủng hộ cho em bonsai nhé. Thì mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở một số cây livestream sau nhé mọi người nhé.